Kính thưa bà đại biểu Ukraine tại Việt Nam Natalia Zinkina và kính thưa đạo diễn Phạm Văn Hải ở Vũng Tàu. Bài này ban đầu tôi chỉ định có vài lời với anh Phạm Văn Hải sau khi được kênh Phố Bôn Sa TV phỏng vấn vì anh có ý nguyện đi Ukraine làm lính để đánh lại Nga, chống lại Putin. Thì tôi định có vài lời với anh chia sẻ một vài cái ý kiến của chúng tôi mà tôi nghĩ rằng có lẽ là anh chưa có dịp để mà tham khảo. Những cái ý kiến mà chúng tôi xin góp ý đây đó, nó cũng rất là căn bản, rất là chung. Thưa bà Natalia Zinkina, cũng trên net, trên cộng đồng mạng cũng đã có một vài phản ứng rất là xuất sắc để trả lời những ý kiến của bà khi mà tờ BBC News phỏng vấn bà và bà đã trả lời những cái câu mà để cho chúng tôi cảm thấy cần phải góp ý. Bà ở trong cái cương vị của bà đó là bà mong cho chúng tôi ủng hộ Ukraine và để mà chống lại Nga. Đó là cái sứ vụ của bà, cũng là cái sự mong muốn của chính phủ của bà lãnh đạo bởi Tổng thống Zelensky, nhưng mà không có phù hợp với cái ánh nhìn của một người Việt Nam đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, đã đổ bao nhiêu máu, xương, tự mình chèo chống qua những cái cuộc chiến rất là gian lao. Chúng tôi không có hô hào mọi người phải qua xứ chúng tôi, tiếp chúng tôi đánh chống giặc Mỹ hay giặc Pháp hay là Tàu. Cho nên cái quan điểm của chúng tôi có khác với quan điểm của bà và của chính phủ bà rất là lớn. Qua cái cuộc bầu phiếu vừa qua đó, thì chính phủ chúng tôi đã bỏ phiếu trắng. Có lẽ là bà thất vọng, nhưng mà nếu bà hiểu thêm những cái bối cảnh, những cái chi tiết, những cái dữ kiện trong lịch sử của chính cái quốc gia Ukraine, quốc gia tốt đẹp, rất là đẹp đẽ của bà mà nhiều người yêu mến, thí dụ như anh Phạm Văn Hải ở Vũng Tàu và bạn bè của anh ấy chẳng hạn, cách đây khoảng 8 năm, năm 2014, lúc đó là Nga cũng đánh chiếm Crimea, thì ở bên Đức, ông chủ tịch khối nghị sĩ đảng cánh tả Đức, đảng đối lập lớn nhất của nghị viện liên bang Đức trong nhiệm kỳ đó là ông Gregor Gysi đã có một cái bài diễn văn mà tôi nghĩ rằng cái bài diễn văn đó có thể đọc lại cho năm nay, năm 2022. Và tôi xin chỉ lấy một hai đoạn trong cái bài diễn văn rất là dài của ông để đọc cho quý vị nghe. Trước tiên, cũng như nhiều người, ông Gregor Gysi phản đối Nga và cũng như phản đối Đức trong cái vấn đề xử lý ở cái vùng Ukraine. Ông Gregor Gysi nói: "Thưa quý ông, quý bà, Putin muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự. Ông ta không hiểu rằng các vấn đề của nhân loại không thể giải quyết bằng binh lính hay súng đạn, mà hoàn toàn ngược lại, kể cả các vấn đề của nước Nga cũng không thể giải quyết bằng cách đó. Tư duy và hành động của ông ta là sai, và chúng tôi kịch liệt lên án điều này. Tuy nhiên, lối tư duy này cũng từng thống trị và vẫn đang thống trị ở phương Tây. Trong các trường hợp như ở Nam Tư, ở Afghanistan, ở Iraq và ở Libya, sự đối đầu giữa các chế độ trước đây đã được thay thế bằng những xung đột về lợi ích giữa Mỹ và Nga. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, tuy nhiên các xung đột về quyền lợi như vậy vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến những hệ quả tương tự. Mỹ muốn tăng cường tầm ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có. Nga cũng muốn tăng cường tầm ảnh hưởng và bảo vệ những ảnh hưởng đang có. Liên quan đến Nga, tôi chỉ nêu ra các từ khóa như Georgia, Syria và Ukraine.
Cho dù lên án hành động của Putin, thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận nguyên do đã dẫn tới toàn bộ tình trạng căng thẳng và xung đột hiện tại. Tôi xin nói một cách hoàn toàn rõ ràng rằng NATO và EU đã phạm phải tất cả mọi sai lầm mà họ có thể. Tôi sẽ bắt đầu với Gorbachev, là cựu lãnh đạo Xô Viết vào năm 1990. Ông đã đề xuất thiết lập một ngôi nhà chung châu Âu, giải thể NATO và khối hiệp ước Varsov, xây dựng khái niệm an ninh chung với Nga. Thì NATO đã bác bỏ đề xuất này và nói rằng giải thể khối hiệp ước Varsov thì được, nhưng NATO vẫn tiếp tục tồn tại, và NATO từ một liên minh phòng thủ trở thành một liên minh can thiệp. Sai lầm thứ hai là để chuẩn bị cho việc nước Đức, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao chúng ta lúc đó là Jens Stier và các bộ trưởng ngoại giao khác đã tuyên bố với Gorbachev rằng sẽ không có việc mở rộng NATO về phía đông. Lời hứa hẹn này đã không được thực hiện. NATO đã được mở rộng một cách quyết liệt về hướng của Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã đánh giá việc kết nạp một cách vội vàng các nước Đông Âu vào NATO là một sai lầm lớn, và cố gắng của phương Tây nhằm mời Ukraine vào NATO là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Không phải tôi mà là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố như vậy. Sai lầm thứ ba, đó là quyết định đặt tên lửa ở Ba Lan và Séc. Chính phủ Nga đã nói rằng việc này ảnh hưởng đến các quyền lợi an ninh của chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó. Thế nhưng phương Tây đã tuyệt nhiên không hề quan tâm. Quyết định đặt tên lửa vẫn được thực hiện. Ngoài ra, trong cuộc chiến ở Nam Tư, phương Tây đã nhiều lần vi phạm một cách nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Giờ đây, cựu Thủ tướng Gerhard Schröder cũng đã thừa nhận việc này. Serbia không tấn công quốc gia khác và cũng không có bất cứ một nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, nó đã bị ném bom. Với sự tham chiến lần đầu tiên của Đức từ năm 1945, và người dân của Kosovo đã được đưa ra quyết định ly khai khỏi Serbia bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Lúc đó, tôi đã kịch liệt phê phán sự vi phạm công pháp quốc tế này và đã nói với các quý vị đang mở nắp chiếc hộp Pandora ở Kosovo, bởi vì nếu việc này được cho phép ở Kosovo đó, thì các quý vị cũng sẽ phải cho phép nó xảy ra ở những nơi khác. Các vị đã mắng chửi tôi, các vị đã không đếm xỉa đến điều này, đơn giản bởi vì các vị cho rằng với tư cách là những người thắng cuộc trong chiến tranh lạnh, thì tất cả các ràng buộc cũ không còn hiệu lực với các vị nữa. Tôi xin nói với các quý vị rằng, người Basque có thể hỏi tại sao họ không được trưng cầu dân ý về việc liệu họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không? Hoặc là cái người Catalan có thể hỏi rằng tại sao họ không được trưng cầu dân ý về việc liệu họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không? Và tất nhiên bây giờ, người dân của Crimea cũng sẽ hỏi như vậy. Thông qua việc vi phạm luật pháp quốc tế và qua phương thức luật tục, người ta cũng có thể tạo ra một luật pháp quốc tế mới. Các quý vị biết điều đó. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc Crimea ly khai đi ngược lại luật pháp quốc tế cũng như trường hợp của Kosovo. Và đây là nhắc lại là đây là những cái lời ông ấy diễn thuyết năm 2014, tức là cái năm Nga sáp nhập Crimea vào Nga. Năm nay cái chuyện xảy ra ở Ukraine nó cũng tương tự như vậy. Tức là cái tiền lệ mà các anh Âu Châu, NATO đã phá bỏ, đã không có tuân thủ theo luật pháp quốc tế, thì bây giờ Nga cũng làm y như vậy. Đó. Ông này không có phải là biện hộ cho Putin, nhưng mà ôn lại quý vị cũng làm y như vậy. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn
nói lại cho quý vị hiểu cái vấn đề như thế đó. Mặc dù Putin cũng không có tuân theo luật pháp quốc tế, là tại vì quý vị chơi luật rừng, quý vị mạnh được yếu thua, quý vị đã xài cái luật đó rồi, thì quý vị làm sao để cho người ta nể nữa đây? Đó, đó là cái ý nghĩa mà cái bài diễn văn của cái ông này đọc ở nước Đức cho chúng ta một cái bài học. Và năm 2014 cũng là một cũng diễn ra vào cái thời điểm hiện tại 2022. Thưa bà Natalia Zinkina, trong cái ngày 1 tháng 3 vừa qua đó, bà trả lời câu hỏi của đài VOA thì bà nói như thế này: tôi muốn thúc giục Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Thưa bà Natalia, tôi còn nghe ở đâu đó ý bà muốn nói rằng nếu Việt Nam không có dám lên tiếng về cái việc Nga xâm lược Ukraine ngày nay, thì nếu Trung Quốc mà có xâm lấn Việt Nam thì làm sao Việt Nam kêu gọi thế giới đứng về phía Việt Nam? Thưa bà Natalia, đã có những cái bài đăng đó đây cho rằng mọi sự so sánh Việt Nam với Ukraine về bất cứ phương diện nào trong cái cuộc chiến này đều là sai lầm. Thứ nhất, trong 4.000 năm lịch sử đó, Việt Nam chưa bao giờ thuộc Trung Quốc. Trái lại, Ukraine đã thuộc Liên bang Xô Viết. Trong 4.000 năm lịch sử thì có 1.000 năm chúng tôi bị đô hộ, và suốt thời gian đó chúng tôi liên tục có những anh hùng đứng ra khởi nghĩa chống giặc, và mỗi một lần chúng tôi thành công, chúng tôi lấy lại được độc lập của đất nước, chúng tôi đều có tuyên ngôn độc lập. Cho đến nay thì chúng tôi còn ghi được 4 cái tuyên ngôn độc lập từ thế kỷ thứ 11 tới bây giờ. Tuyên ngôn độc lập trong thế kỷ thứ 11 là của Lý Thường Kiệt. Kế tới là tuyên ngôn độc lập trong thế kỷ thứ 15 của Nguyễn Trãi, tức là vua Lê Lợi. Tuyên ngôn độc lập vào thế kỷ thứ 18, năm 1789 của vua Quang Trung. Và tuyên ngôn độc lập gần đây nhất là thế kỷ 20, 1945 của cụ Hồ Chí Minh. Thì đó, điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi không bao giờ khuất phục, và chúng tôi luôn luôn chống lại ngoại xâm để giành độc lập cho đất nước. Còn so lại cái lịch sử của Ukraine trước khi nằm trong Liên bang Nga đó, thì Ukraine chưa phải là một quốc gia. Do đó, nói về lịch sử thì Ukraine không thể so sánh với Việt Nam. Nói về văn hóa thì người Ukraine với người Nga cùng chung tiếng nói, cùng chung một văn hóa. Trong lúc đó, giữa chúng tôi với Trung Hoa là chúng tôi có những dân tộc gốc, dân tộc Kinh nè, Mường nè, Tây nè, Thái nè, đó là những dân tộc gốc. Còn cái người Ukraine không có cái gốc nào riêng so với người Nga. Do đó đừng có so sánh như vậy. Người ta gọi là Ukraine là một quốc gia nhân tạo, có chung một cái nguồn gốc với Nga. Thì tóm tắt lại cái sự so sánh nó rất là khập khiễng. Và còn nói về tinh thần đó, thì từ lúc mà có những cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chúng ta đã thấy, lúc nãy chúng tôi đã kể sơ sơ, từ cái thời mà 2014 sáp nhập Crimea vào Nga cho tới thời bây giờ, là Ukraine luôn luôn ở trong tình trạng xáo trộn, lãnh đạo thì lúc này lúc khác, và gần đây nhất Zelensky lúc nào cũng đứng ra hô hào kêu gọi thế giới và dựa vào cái lực lượng thế giới và gọi NATO vào. Và ông cũng không biết lịch sử hay là sao. Từ cái lúc mà Liên bang Xô Viết bị rã ra đó, cái điều kiện bản ghi nhớ chung, Ukraine là một trong những cái nước mà không, là NATO không được thu nhận, là không có được sáp nhập vào NATO. Đó là cái điều kiện tiên quyết để giữ vững cái sự bình ổn của Ukraine. Ông không biết, ông cứ ngày nào ông cũng đòi gia nhập NATO. Bởi vì đó là trái cái nguyên tắc, trái những cái bản ghi nhớ.
Ông và những cái người như là bà Natalia, bà đại diện Ukraine ở Việt Nam cần phải học sử. Cả Tổng thống Zelensky cũng vậy, cũng nên học lịch sử của chính nước của ông. Lịch sử của mình mà không biết, tối ngày cứ chạy ra ngoài đường bớ người ta mà không có hiểu tại sao người ta đánh mình, mà cứ lo tuyên bố những cái câu rất là nguy hiểm. Thì trở lại nhắn với anh Phạm Văn Hải và những người bạn của anh mà định tình nguyện đi Ukraine, thì chúng tôi cũng không hiểu cái điều kiện của người ta như thế nào, nhưng mà tôi nhìn thấy anh đó là không biết người ta có thu nhận làm quân nhân hay không, có thể đánh đấm gì được hay không. Mà là đạo diễn thì tôi nghĩ là chắc cũng không có cái điều kiện để làm quân nhân đâu. Quân nhân đó cũng phải có cái điều kiện về sức khỏe, về kinh nghiệm thế nào chứ. Và thứ hai nữa là anh cũng phải nghe những cái vấn đề của lịch sử như chúng tôi đã trình bày lúc nãy. Và bà Natalia cũng cần phải biết thêm, nhắn với ông Tổng thống Zelensky cũng cần biết thêm là người ta rất là sợ Đức Quốc xã, thế mà ông lại hãnh diện đem khoe cái dấu hiệu Đức Quốc xã ra, và nghe nói ba đời nhà gia đình ông là chống phát xít, thế mà ông thì lại là hãnh diện đi theo phát xít. Nhân đây thì cũng cho anh Hải và những người bạn anh biết những cái sự thật kinh hoàng về cái phe phía Tây Ukraine, đó là họ theo phát xít, gọi là tân phát xít, neo-Nazi. Mà dường như là ở trong cái Facebook của anh đó là cũng có anh Nguyễn Hùng Cường đưa ra những cái link Google Drive để mà cho anh xem những cái hình ảnh, những cái bài vở về tân phát xít của phía Tây Ukraine. Và đây là một cái toàn bộ sự thật về tội ác của Ukraine. Các anh chịu khó đọc đi để thấy cái sự thật, chứ đừng có tự bịt mắt mình mà không biết ai là hiền, ai là dữ. Chúng tôi không có phải bên ông Putin, nhưng mà chúng tôi cho quý vị biết thêm là cái quý vị hy sinh vì cái gì, đi theo cái gì. Trong cái bài này á, nó có đưa ra 6 mục quan trọng. Thứ nhất là chủ nghĩa quốc xã, đàn áp và giết những người nói tiếng Nga. Thứ hai, Ukraine đang được chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Nga, bao gồm khả năng xảy ra một cuộc tấn công nguyên tử vào Nga. Đó là những cái đe dọa mà Nga phải chịu đựng từ trước khi có những cái đẩy Nga vào cái tình thế hiện nay. Số 3, người Ukraine đang bị thao túng để trở nên căm ghét Nga, bài Nga. Phương Tây cần cái việc bài Nga để dành cho chính trị của họ, cho kinh tế văn hóa của họ, và cho cái sự tiến quân NATO tới biên giới của chúng ta. Của chúng ta đây là Ukraine đó. Và làm suy yếu cái nhà nước của Ukraine. Đó là cái tầng chủ nghĩa quốc xã đó. Một thứ tư, các chính trị gia phương Tây đang cố tình phát triển các phong trào của Đức Quốc xã ở Ukraine để tạo ra lòng căm thù đối với người Nga, và là cái mối đe dọa quân sự trực tiếp. Phương Tây lên án Nga không những không để ý đến chủ nghĩa phát xít ở Ukraine, mà ngay cả về tài chính ủng hộ nó để nuôi dưỡng lòng căm thù người Nga. Đó, quý vị xem những cái điều đó có phải hay không? Làm những việc đó có phải hay không? Một thứ năm trong cái tài liệu này là không giống như những người theo chủ nghĩa Sovang Ukraine, quân đội Nga đang làm việc chính xác ở các cơ sở quân sự kháng chiến, bảo vệ dân thường. Quý vị đừng có bị cái truyền thông của phương Tây lấp liếm. Còn cái mục cuối là phụ lục. Quý vị sẽ, ở đây trong cái phụ lục này quý vị sẽ thấy những câu chuyện về Sen Bandera là một cái người phản quốc, nhưng mà họ lại phục hồi cái người này làm như là anh hùng. Đấy. Và việc khôi phục chủ nghĩa phát xít ở Ukraine của các nhà chức trách, bao gồm cả Zelensky. Và quý vị sẽ thấy đầy đủ những hình ảnh ác, rất là ác độc của họ giết dân thường như thế nào. Mong rằng quý vị đọc cái tài liệu đó, xem cái tài liệu này và quý vị suy nghĩ. Kính chào anh Hải và các bạn nào còn hiểu lầm về cuộc chiến, và bà Natalie, và kể cả Tổng thống Zelensky. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.